Dã man thì nó ra cho muối. Có hoa chuối, có hoa chuối, nhưng mà có người ở đây. Mình sẽ dùng thuật phiền thân. Mình quyết định rồi, không ăn trộm. Tại vì ngại lắm. Chuối không ngon, không ăn là không lấy. À, nó đi mãi mà nó cứ kiếm được có một tí kẹo rau. Một tí kẹo, cả anh biết bao nhiêu thứ không? Ngon này, em dùng đủ các loại phép thuật trên đời này. Em xin trời đi, em lấy đấy. Mình mua này. Em lấy quả này là vất vả nhá. Cái bàn này làm gì có chúa ăn còn trên kia? Trên kia không về đấy. Em chỉnh mãi bà này mới về đấy. Trên là chuối đấy, chuối kia mà. Chuối ở bờ ruộng cũng phải của nhà ai đâu mà phải sợ. Tự nhiên nó mọc ở ruộng à? Chuối nó mọc ở ruộng à? Ừ. Thôi, tao đây là món nước lẩu của tao đã ui, nghe hơi nhom nhem. À, tại vì cái ốc này nó chưa được ngâm thế nên là cái nước nó khá là đục nha mọi người nhá. Đấy, mình sẽ cho ra đây và tí nữa đợi nó lắng đã. Đó. Ui, ui em có món đặc sản đây nè. Đấy. Rau dớn nhé. Rau dớn à? Em này, con lấy cả hai quả sung nữa đâu. Thì nó ăn để phòng đi ỉa đấy. Rồi. Còn cái này mà mình sẽ đem xuống suối và đập ra lấy cái, chỉ lấy cái đầu đó thôi nhá. Còn nước này tí nữa đợi nó lắng hết cái cạn đi sẽ lấy cái nước mặt ở bên trên. Cái ngô bao tử nó chỉ được bé bé tẹo tẹo như này đâu mọi người ạ. Ngọt lắm, lạ được cả cùi này. Cái cùi này nhá, bình thường á, nó cứng lắm nhưng mà lúc nó non à, ăn như kiểu khoai á. Ngọt cực mọi người ạ. Để cho vào nước lẩu, úi dồi, ngọt lắm. Chỉ lấy một cái nước ở bên trên mặt đó thôi nhé mọi người nhá. Đó, còn cái phần này là cái phần bẩn của con ốc biêu. Bỏ đi. Đó. Nào, bây giờ sẽ thiết kế nồi lẩu ra ngoài kia nhá. Đây. Đấy. À, nồi lẩu của anh em mình hoàn thành rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ tiến hành cho cho gói gia vị vào. Hơi bị đỉnh này. Đấy, đây gọi là nước cốt lẩu Thái. À gì quý. À gì quý. Đây nước cốt của anh em mình đây nhá. Từ xem thử chưa đã. Mọi người thấy anh em mình thiết kế bếp được không? Cho cái cay tí anh ạ. Xem tí nữa cái rau mình dớn này nó vào còn nhớt nhớt mà. Rồi ok rồi. Rồi. Ok. Ok. Đấy, tiếp tục là sẽ thả luôn ốc ốc biêu vào cho nó ngon luôn. Không cần phải đấy. Thả luôn các đồ vào.
Hồ lớn. Hồ lớn luôn. Không cho đi bóc đây. Cái này là phải cho vào này cho nó ngọt nhé anh nhỉ. Cho ngọt nước. Không, anh ơi cho em chơi chế. Ngô cho ngọt nước nhá. Chế cái gì? Chế cái quả này cho. Ngô bao tử rất là ngon. Nói chung là ngọt nước cực. Cái này có thể xào thịt bò này và nhiều thứ khác rất ngon nhá. Ai mọi người muốn xem anh làm ngô bao tử xào thịt bò không? Ngô bao tử này người ta còn bán ngoài chợ đây. Để người ta làm lẩu ấy. Rất đắt nhá. Một cái bó mà em đi kiếm được này nha, 10.000 đồng. Rau dớn này, chợ bò người ta đấy. Bán này. Trời, mày lấy cái gì tần cái già thế này? Ăn lúa à? Ăn nhai dơm? Thì nó đấy ấy, em còn bỏ bớt thì chỉ mua này nó ra hết đồng. Nhưng mà mày lúa lấy ruộng nhà đấy. Ruộng nhà bác anh ấy. Không phải kia nhưng mà sợ phun thuốc sâu thôi mọi người ạ. Thôi không, được. Em biết tương tích mà. Em biết tung tích thì không chờ đâu. Ôi tao không chờ. Em biết tung tích mà. Được, tin tưởng mày một lần. Xong tối nay mai anh em mình lại tràn ngập mà các kia trang mạng. Anh em ta mau ăn đồng lúa ngộ độc. Chết tôi. Này, anh bớt chết tôi đi. Nào lại lại đã. Mình lấy làm gì? Để cái non thôi. Anh ơi, con tôm à. Mình á, ăn hải sản. Tôm đâu? Tôm đây. Đấy, tôm đấy. Đây là tôm chay á người nhá. Ấy, người ta làm tôm là dùng bằng cái này mà. Người ta ăn chay ấy. Người ta ăn bột ấy. Thế cả. À, đây, đúa của mày này. Đây. À, ở dưới này hơi gió mọi người ạ. À, nó cũng hơi lâu sôi, sủi lăm tăm. Ui, anh ơi. Ăn dần, ăn dần. Tôi em cái quả bẹ chuối đấy. Bẹ chuối á? À. Bẹ chuối làm gì? Đấy. Thôi đừng, mày cho chuối vào thâm hết rồi kìa. Bỏ đi. Không, cái này á, ăn là phải cả quả này ăn nó mới ngon. À. Chờ. Chuối non mà. Thôi ông ơi. Mày rồi. Nó đang sủi. À. Đấy là gọi là tim trâu đấy, to này. À, anh em mình bắt đầu thưởng thức dần dần ra đấy này, bẹ chuối này là vứt bỏ. Em thử ăn này. Đây. Em thử nướng bị à muốn tôm mà. Tôm chay. Mời tất cả mọi người nhá. Ui, siêu đắng. Siêu chát. Bỏ cái chát đi, chát hết nước của tao. Chát quá. Nước của tao đang ngọt. Dẻo ơi. Bây giờ bắt đầu thưởng thức nha mọi người nhá. Nồi lẩu. Mời tất cả mọi người nha, ăn ốc nha. Nồi lẩu có 102 đấy, thấy mình thiết kế quả bếp được không? Đấy. Ăn giữa đây, xung quanh thì rất là sâu. Chấm gì trong này muối ở đây. Mời tất cả mọi người nhá. Nhỏ ha. Giòn chút chút ngon nhỉ anh nhỉ? Ngon. Quên, đáng nhẽ ra phải làm nước chấm ốc. Nha. Ngon. À đây, đặc sản đây. Đây này, mình sẽ thử cái món rau nhúng à. Đặc sản là phải là rau dớn. À, đồng lúa nhúng. Rau dớn nhúng à. Tuyệt vời. À, em phải ăn quả sung này đã. Sung này là ngon cực. Mọi người đã ai đã ăn đồng lúa bao giờ chưa? 90% các bạn nhỏ ở thành phố không biết cái này là cái gì. Ở quê thì gọi đây là đồng lúa. Và sau khi nhổ cái này á, thì sau khi cái cây lúa nó lớn lại thì cái này nó sẽ nở ra nó thành lúa nhá. Chát quá. Nhưng mà được tí nữa đấy. Hơi nhát nhát như kiểu bò nhai rơm. Thì có à đây. Thì lẩu đây là lẩu sinh tồn. Anh em mình ăn để gọi là sinh tồn thôi. Còn làm sao làm cung phu được. Ngọt, ngọt lắm. Ngon. Ốc mới ngon. Ngon tuyệt nhá. Ngô bao tử rất là ngon. Mai mình sẽ làm nó ngô bao tử sau đó. Sao chỉ bò ạ, ngon. Ngon. Ốc giòn sụt. Còn ốc thì còn nữa rồi. Đã giòn sụt. À,
bây giờ mình mới làm được ngô này. À, nồi lẩu này của anh em mình, mọi người đoán là bao nhiêu tiền không? Cho mọi người đoán, cho mày đoán. Ui, ốc này mấy thịt nó to này, nhiều. Rau dớn 10.000. Ngô 10.000. Một quả bị đuối ăn trộm được khoảng độ 10.000. 2.000 đồng lúa. Mấy quả ốc. Mấy gói lẩu sải. Là bao tiền? Tầm độ 50.000. Sải bếp. Nồi lẩu này chỉ có 10.000 mọi người nhá. 10.000 đồng. Đây một gói nước lẩu. Hết còn đâu đồ đạc anh em mình kiếm được hết. À thêm cái cục cồn 5.000 nữa. Nhưng mà cồn không tính. Cồn nhà mình nhiều lắm. Ngọt nhỉ. Ăn cái ngô bao tử ngọt lắm. Hôm nay anh em mình phải làm ngô bao tử chiên. Ngô bao tử chiên xù. Chiên xù lên còn. Ăn nó giòn sụt. Bơi bơi xong rồi lên ăn lẩu này ngon rất sảy. Đói mọi người. Bác Quân là ở ngoài đồng này rất là nhiều thứ ăn. Anh ăn thử món đặc sản của em đi. Mình còn tăm tia được ở trên kia có mấy con hai ông công, bốn ông công, ông táo đang bơi tung tăng. Sau mình sẽ cho mấy ông đi chầu trời. Rau dớn ngon lắm anh ơi. Nhớt nhớt chật chật. Rau dớn đây nhá, giới thiệu mọi người nhá. Thì đây là cây rau dớn. Người ta hay hái ngọn của cây này ăn. Và cái cây này nó khá là giống với cái cây dương sỉ mà mọc ở thành giếng đấy nhá. Người không biết thì có dễ bị nhầm. Cây dương sỉ thì nó hay có lông. Có lông còn cây này nó là rau ăn rất là ngon. Người ta không trồng nhưng mọc khắp dãy suối, khắp những cái dãy suối thì rất là nhiều. Đấy. Nó mọc cùng với dương sỉ đấy. Đấy. Và cái cây này ấy, thì để ngon nhất ấy, là phải phơi lên, phơi héo héo đi xong xào tỏi. Hết giờ luôn nhá mọi người nhá. Đấy, đấy ăn quá. Cái món rơm của mày đi. Nóng. Em đang chén cái món gọi là... Bỏng. Nơi của em. Vậy là với 10.000 anh em mình đã làm được một nồi lẩu rất là ok nhá. Đây sẽ là nồi lẩu 10.000, 10k. Với 10k mọi người có thể làm được một nồi lẩu như anh em mình không? Mà ở đáng đây nghe, còn view đẹp đấy. Đáng nhẽ ra sẽ không mất đồng nào luôn, không phải mua gói này luôn, nhưng mà cái gói này mình mua từ rất lâu rồi, để ở nhà nó sắp hết hạn sử dụng, phải đem ra sử dụng trước khi hết hạn để ở nhà, thế nên là mình tiếc mới đem ra sử dụng, còn không á sẽ không tốn một đồng chi phí nào nhé mọi người nhé. Nước lẩu dùng nước ốc hoặc là dùng cá, nước lẩu nhiều cái thứ có thể kiếm được lắm. Hơi gió thế nên là nó sẽ không được sôi được mạnh nha mọi người, tại vì mình mở vung này đó, nó chỉ sủi lăm tăm nữa rồi, nhưng mà như thế là đã đủ ok lắm rồi. Mình cũng vẫn khoái ngô bao tử. Ăn ngô bình thường là ăn lõi ăn vỏ, nhưng mà ngô bao tử lõi vỏ như nhau, mềm ngọt. Anh ơi, anh phải ăn mấy loại lẫn với nhau à? Đấy, cho một miếng ốc vào ăn lẫn với cả rau này. Ăn nó mới ngon. Sụt sụt, nhớt nhớt. Ở đây này, vừa có nồi lẩu này, vừa là cái khách sạn nhìn sao. Có bể bơi nữa. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ ăn lẩu giữa trời mưa luôn cho mọi người xem nhé.
cái lửa này thì cũng không bị tắt được, thế nên là rất ok, ăn lẩu bằng nước mưa. Rất là... Nghe căng thẳng ấy à? Thôi anh chơi một mình. Anh chơi một mình, em đi vậy. Ui, thôi, clip này mình chỉ phép kết thúc ở đây này, không chơi được, không đùa được với ông trời đâu. Mưa thì còn có thể chống được, chứ sấm sét đầu mùa này thì... Thôi, khả năng tí nữa chạy ra dọn sau thôi. Nó mà có lỡ trôi mất thì thôi cũng kệ nó thôi. Chạy thôi, chạy, cứ bỏ của chạy lấy người trước đã. Rồi.